Còn đấy là kiểu như là hợp xương rồi. Hả? Hợp xướng rồi. Gì em? Giống như là một kiểu hợp xướng á. Lát về anh mail riêng cho em. Ừ. Và một bên là một anh trai rất là em thích trong nghề. Rất là em thích trong nghề hả? Em ngồi em giải bài toán phụ bạn hả? Dạ không, em thì không phải chuyên toán. Nhưng mà em ơi, em yên tâm đi, anh sẽ hiểu được tính em mà. Ủa làm sao? Gì? Lần đầu tiên đến với chương trình này, bây giờ em muốn về đội của ai đây? Đi theo ai à? Mọi người, Nam Thư á? Wow, sợ là Nam, chị Nam không Thư không biết chọn ai, vậy đi về chìm tất cả mọi người luôn á. Không sao đâu em, em thích ở đâu, em cảm giác rằng em ngồi đâu an toàn thì em cứ về. Tất cả mọi người nó mới ghê. Anh Nghĩa, anh làm cái hành động gì vậy? Thứ nhất là thì Hiếu sẽ Hiếu muốn về anh Trấn Thành, tại vì là hai chúng mình có qua làm việc với nhau rồi. Và anh Trấn Thành hiểu cái ngôn ngữ của Hiếu. Ngôn ngữ của Hiếu không hề dễ đâu. Khoan. Tức là Hiếu nói rằng là Thành có thể hiểu được Hiếu nói cái gì. Khoan. Hiếu ơi, em không có ý định là cho khán giả truyền hình hiểu em nói cái gì hả? Tiếng Việt của em hơi là bập đấy. Không, tiếng Việt em rất là giỏi đó. Ok không anh? Ok. Ok, vậy thì em về đội nào. Thật sự thì Hiếu thoải mái, thật sự Hiếu ok, không nghe đúng không? Rồi, mời em về đội Trường Giang. Trời ơi. Về Trấn Thành. Ngăn cách một mối tình. Hơi khó anh nghĩ ạ. Hiếu nghĩ là đánh đá ghê gớm. Đúng không? Nhìn vô đó mà thấy đánh đá ghê gớm luôn hả? Có cái kiểu đấy, giống anh Thành thỉnh thoảng ấy. Cái gì vậy? Thỉnh thoảng. Sao em lại nói anh vậy? Không sao, chuyện bình thường mà. Anh đánh đá mình thỉnh thoảng một tí. À có phải không? Đúng rồi. Ừ, không anh cũng nghĩ vậy. Đúng không? Có, anh có. Hiểu biết mà. Cảm ơn Hiếu. Ờ, nhưng mà đứa nói anh không nghe cái gì luôn á. Chị em hiểu Hiếu. Đúng rồi, đấy. Chính xác. Nghĩ là cậu này hát hay đó. Cái bộ đồ này, tất cả mọi thứ là của cậu hết á. Em nghĩ là cậu này sẽ là người có vẻ thẩm mỹ và cậu này sẽ là một người thích, rất là thích nghệ thuật và đặc biệt là thích hát. Cậu này cũng có tập luyện, cũng có này kia, mặc dù không biết là như ca sĩ như Dũng hay không, nhưng mà cậu sẽ là người hát hay. Em đồng ý, tại vì cái khẩu miệng lúc mà... Cái khẩu miệng là cái gì em? Cái khẩu là cái miệng với lại gì? Xin lỗi nha em, ở bên nước ngoài. Ủa chứ là khẩu gì? Khẩu hền. À khẩu hền cái... thì... Trời, bây giờ mọi người cứ nói làm em khớp luôn rồi á. Em cứ nói đi. Thì thấy là cái... Thôi không nói nữa, em ngồi cười thôi. Mời Mai Tiến Dũng. Lại cười. Em hả? Em thì thấy đúng là cô này là đúng là làm gốm. Nhưng mà xin lỗi, cười đẹp nhưng mà Dũng nghĩ chắc không... hát không được. Còn Trấn Thành? Thì đó em cũng... Nè. Nó tráo cỡ dễ sợ luôn á. Nó nghe là Lâm về livestream bán thuốc bổ não nha. Còn Dũng sao em? Có thể bạn này hát hay. Tại sao? Uống sữa dê nhiều. Em tin là chàng này nó dê thật à. Mơ đó mà lây lẹ thấy sợ. Trang Pháp nói gì cho có lý luận cái coi. Ủa. Đang chờ nhỏ này lấy hư cái nhỏ kia đẩy vô à. Nếu như mà hát nhép chuẩn như thế tức là về nhà tập rất nhiều. Mà tập rất nhiều có nghĩa là có một cái gì để che giấu đúng không? Em nghĩ là bạn hát không hay. Rồi, cảm ơn các em. Hiếu cũng thấy là, Hiếu nghĩ là giặt đồ là cái này hơi ảo ấy. Và đâu mà em này bắt đầu hát thì Hiếu cảm thấy cái khẩu miệng nó trông... Cái khẩu là cái miệng đấy. Đúng không? Cái khẩu ở cái miệng khẩu đấy. Khẩu hình đấy. Cái gì, hình của khẩu miệng à? Hình của khẩu. Đấy là khẩu hình Hiếu ạ. Thì là cái khẩu hình của cái miệng đúng không? Khẩu hình đã là cái hình của cái miệng rồi, cái khẩu là cái miệng này Hiếu ạ. Rồi, đấy, em biết là anh Thành hiểu em mà. Như thế là cái khẩu anh đổ. Như thế là cái khẩu hình thì Hiếu cảm thấy là không hát hay được. Và cái nốt cuối cùng ấy kiểu à đấy. Thì anh cũng nói có lý là kiểu có thể là bạn ấy làm over một tí nhưng mà cố tình để che giấu đấy. Nghề nghiệp của bạn ấy là trồng lúa. Với một cái kịch bản nhảm nhí như vậy thì thiết kiệm chúng ta để đây làm gì đúng không? Loại. Đâu mà Hiếu nhìn thấy cái mặt thì Hiếu bảo là à không, bạn này kiểu như là đang ngủ gật hay sao ấy. Nhưng mà đâu mà bạn nghe được cái nốt cuối thì phải có kỹ thuật giữ được cái nốt nó đẹp như thế. Nhiều khi ông hát một câu dài mà chỉ đúng được cái nốt nó đẹp thôi đó em. Bạn này thì hơi rõ, tại cái nốt nó hơi rõ quá. Em đồng ý với Hiếu. Đúng không chị Thư? Thư nhỏ hơn Hiếu 2 tuổi, đừng kêu Thư bằng chị, thiệt buồn quá.
Hiếu 87 ạ. Chị Thi, à, em Thi ạ. Em mới 90 à, em nhỏ Hiếu 3 tuổi lận. Đâu Hiếu đùa, Hiếu 92. Hai người này quăng miếng quăng xuống biển giùm tôi. Không vui miếng nào luôn á, trời thiệt á. Trời, bây giờ từ đây cuối chương trình có cách nào tách hai đứa nó ra khỏi chương trình không em? Tách ra cỡ này mà chưa vừa lòng nữa đó. Trời ơi trời thiệt á, nãy đáng lẽ cho ngồi đây cho rầu đi, rồi hai đứa nó ngồi kế bên nó muốn nói gì nó nói. Để qua hai bên cái tắng qua bắn lại bao nhiêu người phải nghe khổ vậy. Bình ơi Bình. Dạ. Kế bên em là ai? Là chị á hả? Ừ. Em không có coi ra chị gì hết trơn hả? Coi ra chị là cái gì? Không coi chị ra gì hết. Không coi chị ra gì hết trơn hả? Đã dập người ta còn văn dụng về nữa. Ê. 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 Không, có nghĩa là nó nói là nó đẹp à, nên là nên người ta bu nhau hãm hại đúng nó rồi. Đó hiểu ý em đó. Ừ, giỏi. Không mấy bây giờ nè, bữa nay Bình nó đẹp quá, cất Bình ra góc ngồi riêng đi được không? Cái gì nữa có anh? Cái chuyện đó. Vậy bây giờ Harry, em muốn về đổi ai? Đổi chồng em hay đổi bạn chồng em? Anh Nghĩa ơi, thật ra em phải nói như thế này. Một bên là người yêu và một bên là một anh trai rất là em thích trong nghề. Rất là em thích trong nghề hả? Dạ. Dạ đâu, quen đi, tập quen đi. Dạ. Bảo vậy mới cần cô giáo, gia sư đó. Cho nên em, riêng em, đôi nào cũng như nhau thôi. Bây giờ quan trọng là Trình Thăng Bình không thích ai hơn. Để chọn cái đội thích, vậy thôi. Thế sao em? Em thì không biết sao, chứ nghe giọng cối thôi là em thấy bệnh này hát được. Nghề mà làm bức tượng nhân gì đó tượng. Thì giờ nhân tượng gì đó thì em thấy không phải. Nghề không hát thì chị Phượng sao chị? Chị nghe một cái chữ thoát ra khỏi cái cổ họng của bạn ấy thôi, rất là dày. Chị nghe bạn này hát ok. Hát hay. Đây mời Harry. Em không biết bạn này là hát hay hát hát dở. Mà bình thường theo em biết hát thì người ta có biết một chút về diễn xuất. Mà bây giờ anh cho là bạn này cố tình diễn để cho nó nói dở như vậy. Thì em nghĩ cái diễn viên mà cố tình diễn giống như là mình không biết diễn mà bị như vậy á, cái đó là một người rất là cao tay. Em nghĩ là bạn này là không thể nào mà hát tốt. Tức là em nói rằng bạn này không phải là diễn mà dạ, thật sự là dở. Vâng. Và em cũng không có nghĩ bạn gái kia là bạn gái thiệt, không hề tình cảm. Nè, cái bạn này nó ngồi nhìn ít nè. Anh cái này á là nếu mà nói gì nách học, đây là cái dạng mệt nghe, nách học bạn nè, gái là mệt mỏi. Đây mệt mỏi nè, cái này là dạng tướng ngồi né đó, né để cho đừng dính vô, tại vì nè bị mệt đó, nó bị mệt, nó bị cái gì đó bị mệt đó, bị ngộ độc á, ngộ độc hiểu chưa? Xong đó lâu cái anh chị hỏi á, dạ sao anh không, chị không thể yêu nhau được, không thể. Cô gái ơi dạ anh kế bên á, anh kế bên giống bạn Trình Thăng Bình muốn gì ta? Cái câu mà em sợ nhất là giống Trình Thăng Bình nữa nha anh chị. Thôi em bình thường nghe anh hát ở đâu? Dạ ở trong trường đại học á chị. Rồi em biết là cái này là đáp án không đúng luôn. Tại sao? Bình thường là một người không tự tin và nói chuyện cũng không có được vậy thì không thể nằm hát trong trường. Hát trong nhà thì có vẻ ok hơn. Đúng rồi, hay quá. Duyên nở mày nở mặt quá vợ em. Nhân sao em? Em thấy cũng không hay anh. Không hay luôn. Dạ, bài này hát khác mắc cười lắm á. Chắc là ok, công việc thì chắc là tạo ra rồi. Tại vì là Hiếu hồi xưa cũng chạy bàn ấy, thì chạy kiểu cầm cao này là mỏi cái tay luôn. Thế là kỹ thuật của cái cầm chạy bàn này là không chuẩn rồi. Cái này là bánh kem mà đâu chạy bàn gì? Ý là cái tay để đúng không? Nhưng mà cầm cái này đúng đó. Không? Như là giới thiệu cái bánh kem này là đây, xin lỗi, đây cho anh Thành ăn này. Ví dụ thế thì cũng phải bê đấy, thì là phải bê đây này cho nó nhẹ hơn. Nếu mà bê cái này cao quá thì nó mỏi cả tay luôn. Em hiểu. Đúng không? Thành muốn khóc luôn kìa. Anh có hiểu không? Anh cứ nói rồi, anh cứ lật đi. Anh cứ lật đi. Nhưng mà Hiếu lại có cảm giác là có cái gì hay đó. Thật sự Hiếu cảm giác là có thể bạn này rất là vui tính, bạn này không coi đấy nghiêm túc quá, nhưng mà Hiếu cảm giác là bạn đấy có hát được. Và hát mấy cái bài nhẹ nhàng, đánh đàn với cho các bạn gái. Ê! Anh hay số 1 ca dở. Tại sao? Nãy anh Hiếu đang bình luận về số 7 cầm bánh, cái số 1 quan liếc anh Hiếu. Ngó nhiều chuyện, cái em vô tình em phát hiện cái nó sợ cái nó quay mặt.
mà cái nét quay qua là cái nét hát dở. Sao rồi hai gia đình? Rồi chúng mình chọn loại rồi chọn đấy, mọi người lại làm cho Hiếu mất tập trung quá. Thằng này chúng ta có một mình ông mất tập trung chứ mai làm anh giống đơn đó. Rồi bình tĩnh nè, bình tĩnh, ok bình tĩnh nhá. Rồi mình phải phân tích trước rồi mình mới đưa cái kết quả ra nó mới hồi hộp, nói sao cho người ta nể mình coi. Còn phải phân tích nữa. Phân tích chứ, mình phải nói, mình rào trước đón sao để người ta đừng đoán ra số mình muốn chọn, hiểu không? Thôi bây giờ này đi, anh phân tích đi, sao anh có lòng vòng xung quanh đi, xong là chọn Hiếu sẽ. Nhưng mà để ta nói luôn cho đầu đi chứ mình. Ở đấy thì ok thì Hiếu nói thẳng nhá. Nó kêu em nói là em phải nói chứ. Em phải giả bộ em đi làm vòng để cho người ta không biết mình chọn số mấy, cái cuối cùng chốt này nó bị hết hồn mày, hiểu không? À ok. Ok. Rồi, có thể mình chọn mình loại số 7 nhỉ, nhưng mà chưa chắc chắn. Tại vì là có người khác, mình cảm thấy là bạn đấy thuyết ra là cái kịch bản mình không hiểu thế nào. Em hối hận khi em kia nó nói lòng vòng đó anh Nghĩa. Nói vô thì đồng tâm luôn. Em hối hận khi em kia nó nói lòng vòng. Nói luôn là lòng vòng thế nào. Anh muốn em nói lòng vòng mà đúng không? Lòng vòng mà. À, anh sẽ cho em thêm một cơ hội nữa. Mình loại số 2. Hả? Chưa. Vô trọng tâm. Vô đúng luôn. Tao nha, tao mà số 2 nó hát hay nha là không bạn bè gì nữa nha. Đúng là chuyện riêng tư của người ta, đừng có khai thác sâu nữa, người ta ngại, người ta mắc cỡ, đổ mồ hôi quá trời kìa. Không phải tại em nóng anh. Dạ, đi bộ có già. Anh đang cứu em. Dạ. Hiểu không? Rồi, hai chị em thích về đội nào? Hai. Là chị em chọn đi Trâm. Em thấy cái gì? Em thấy cái gì? Em thấy cái ánh mắt của cái bạn màu nâu với cái bạn màu đen. Vậy thì mình hãy chặn đứng cái ánh mắt đó là liền cho anh Trâm. Thật sự thì em với lại Chung từng là bạn thân. Tại xưa nói là ơi, em nói là học, học chung cấp 2 với là chung. À ngày xưa học chung cấp 2. Dạ, ăn nằm ở về nhau. À, ăn nằm trời với vậy nhau hoài, ăn dầm nằm về. À ăn gì? Người ta là ăn dầm nằm về. Mày thì mày đi nói là ăn nằm dầm về. Tại vì mẹ chung rất là thương em. À, em dạ. Qua nhà chung chơi hoài. Dạ mẹ chung. Mẹ chung rất là thương em. Mẹ chung rất là thương em. Trời ơi, đã từ lâu. Phụ huynh mà nó đồng ý. Đã từ lâu. Tới luôn. Sao tiếp nè, nhìn thấy cái cô nữ sinh này của chúng ta sao cây? Okay. Em không có tập trung về giọng hát thì tại vì nghe là bạn này là bạn chuyên toán. Ừ. Em ngồi em giải bài toán phụ bạn hả? Dạ không, em thì không phải chuyên toán nhưng mà em ơi em yên tâm đi, anh sẽ hiểu được tính em mà. Ủa làm sao? Gì? Hiểu không? Gì tự nhiên thả thính đây vậy? Sao tự nhiên có cái... Em nói cho chương trình vui thôi ạ. Là em không phải là chuyên toán nhưng mà em yên tâm đi, anh sẽ hiểu được tính em. Tính là tính toán đó. Dạ. Khó hiểu quá ha. Ồ. Ê cái nét điều khiển này hơi khó hiểu em nha. Cái gì đó giờ em chưa hiểu Kay. Anh thất vọng chồng em. Em ủa anh. Em cũng vậy. Cây Trần vừa rồi là qua một miếng bản hài để mình cười đúng không? Bạn qua nói niềm vui tới hơi chậm. Khoa. Nói câu nghe trí tuệ coi. Trước khi nhận xét thì em xin được cảm ơn niềm vui mà Cây Trần đã gửi tới. Khoa vẫn còn ghim vụ đó tới giờ. Em nghĩ là hay anh ạ. Bởi vì những người mà giỏi toán ấy thì thường thường họ có những cái đi đứng với những cái để tay như này là nó không được chỉnh chu là chuyện bình thường. Bởi vì những người học giỏi khối A thường là những người hay kiểu như là tri thức và có những cái lọng cọng lắm. Ủa gì những người giỏi khối B, C thống tri thức hả? Em giỏi khối C cho nên là nhìn em nó rất là đi đâu ở đây, nó đúng, nó đâu ra đó. Người ta khối A, khối B, khối C mà tao thấy mình nói chuyện giống như có khối U. Tiếp. Ủa mà hồi xưa hai đứa học cùng lớp với nhau có chơi thân nhau không? Dạ thân lắm. Thân từ xưa lớp luôn hả? Dạ. Ăn nằm nhau nằm mà. Ăn nằm ở về nhau. Ăn nằm dầm về. À ăn nằm nằm về. Ăn nằm ở về. Ăn nằm ở về. Bành á. Nhưng mà phải nói một điều, Hiếu phải công nhận xinh thật. Đúng không? Khoan bây giờ hỏi Hiếu nè, bây giờ tôi nói nghe nè, Hiếu. Dạ dạ. Cha cái gu Hiếu mặn quá. Cái gu Hiếu là gì vậy? Không, mình bây giờ nè, Hiếu đã hung Trúc Nhân. Hiếu cũng muốn hung Nam Thư rồi, Hiếu nhìn con nhỏ này Hiếu cũng thèm thuồng. Vậy thì bây giờ cuối cùng Hiếu... Gu của Hiếu là gì? Đại Nghĩa. Hiếu là gì vậy cưng? Hiếu có nhu cầu cao thôi. À nhu cầu cao thôi phải không? Anh có người chị dễ thương lắm, chị Lê Giang. Chị Lê Giang. Là con gái hay con trai? Con gái rất là dễ thương, anh nghĩ là chị sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của em nha. Không thì từ đây tới cuối chương trình tôi mới khám phá ra tình Hiếu nó là cái gì. Thì ra khỏi chương trình là hay liền. Ông thù cái nhà dễ sợ. Trời ơi, tôi nói rồi, từ đây tới cuối cái show này tôi phải giật sập cái nhà đó. Quan trọng là hỏi Hiếu hiểu chị điều gì đang xảy ra không? Hiểu không? Không. Chứ chị xem vào cái mồm thôi, không quan tâm chuyện ở ngoài. Cái câu chuyện Hiếu không quan tâm luôn.
đâu có quan trọng đâu đúng không? Mình chỉ cần biết là đúng, em đúng, đấy đúng, hát đúng, hay không hát được đúng, câu đúng, chuyện đúng, đâu đúng, có đúng, chuyện đúng, đâu có đâu có chuyện đâu đúng rồi đúng rồi đúng không? Sao Hiếu có cần hiểu câu chuyện không anh Giang? Không, không, thật sự là Hiếu không cần hiểu câu chuyện đâu, tại vì không ai hiểu Hiếu cả, Hiếu hiểu không?